Vâng, thì thưa với các bạn, đây là hình ảnh của một trader gồng lệnh. Là họ đang gồng lệnh thua. Họ đang gồng những lệnh thua. Họ đang gồng hết sức mình, dùng tất cả những sức lực cuối cùng của mình, dùng tất cả năng lượng của mình đang gồng gồng lại với thị trường. Đây là hình ảnh của những trader thất bại. Họ có làm nữa, làm mãi mãi cũng không bao giờ có thể đến được thành công. Bởi vì họ không chấp nhận là cái sai của họ. Vâng, nếu bạn là một nhà trader chuyên nghiệp, bạn phân tích, bạn vào thị trường, bạn phải chấp nhận rủi ro nếu như thị trường không đi đúng xu hướng. Chỉ được phép thua lỗ bao nhiêu phần trăm trong khoản quản trị của bạn mà thôi. 2%, 3% hoặc bao nhiêu đó. Đến điểm đạt tới ngưỡng rủi ro là phải auto thoát khỏi thị trường, auto exit. Vâng, phải chấp nhận cái của mình vào mà chưa được phù hợp với thị trường, gỡ bỏ lệnh thứ nhất nếu như nó chưa đúng, nếu tiếp tục vẫn còn chưa đúng tiếp tục cắt lỗ lệnh thứ hai để cho gì để cho lại trở về với chính mình, thì lúc đó trong tâm trí của bạn mới thực sự sáng suốt để phân tích được một cách khách quan thị trường, và lúc đó bạn vào thị trường mới ở tư thế chủ động. Còn nếu như bạn vẫn còn gồng những cái lệnh thua lỗ kia, hai lệnh, ba lệnh, thậm chí có những người tôi chứng kiến có cả hơn chục dòng lệnh đang gồng mình lên, thì thử hỏi trong tâm trí của các bạn lúc nào cũng ám ảnh một nỗi thất bại thì có thành công được không? Cuộc đời của chúng ta làm việc là để tận hưởng cuộc sống, làm việc là để vui, làm việc là để hạnh phúc, chứ không ai làm việc là để nay phải lo nghĩ, mai là phải đau khổ như hình ảnh của anh trader lúc nãy. Và bây giờ hình ảnh của một anh trader thành công là gì? Một nhà giao dịch thành công là một người luôn chủ động. Vâng, anh chị hãy nhớ điều này, luôn chủ động. Mình đi trước thị trường, mình phải tính toán ra các vùng hội tụ hỗ trợ, vùng hội tụ kháng cự, đó là hội tụ kỹ thuật. Bạn lên kế hoạch chủ động, bạn tính ra được mốc thời gian thị trường đảo chiều, tính được ra khoảng thời gian thị trường đổi hướng, và chúng ta luôn ở thể chủ động. Nếu như chúng ta vào thị trường mà không may nó không được thuận lợi như chúng ta mong muốn thì đã có là stop loss, là dừng lỗ. Các bạn phải tính toán trước cái điều này. Có thể là gì? Dừng lỗ 2%, có thể là 3%, có thể là 2 giá, 3 giá, 5 giá hoặc là một cái khoảng stop loss nào đó. Bạn cần phải tính toán trước để chúng ta luôn là ở thế chủ động. Bởi vì người thành công là người chủ động ra tạo ra cuộc chơi. Người thành công là tôi tạo ra cuộc đời tôi. Vâng, cái tư duy này nhà đầu tư, nhà giao dịch phải thấm nhuần thì chúng ta mới có thể đi lâu, đi bền, đi dài trên thị trường tuyệt vời này được. Chỉ khi chúng ta sống được trên thị trường thì chúng ta mới có cơ hội kiếm được siêu lợi nhuận. Cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên. Cảm ơn bạn, hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phạm Thành Biên xin cảm ơn bạn. Còn khi các bạn mất máu, mất một giọt, mất hai giọt, mất ba giọt, đến một lúc bạn kiệt khô năng lượng thì bạn là người thất bại. Bởi vì lúc đấy bạn không sống được thì làm gì còn cơ hội có thể kiếm được siêu lợi nhuận ở trên thị trường này. Đây là một thị trường vô cùng tiềm năng, đây là một thị trường vô cùng màu mỡ, với tổng khối lượng giao dịch hàng ngày lên tới 6.000-7.000 đô la. Bạn hoàn toàn đi theo xu hướng, chủ động, tính toán, lên kế hoạch, quản trị rủi ro theo công thức, theo quy trình, và có người hướng dẫn, có người giám sát, thì bạn hoàn toàn có thể kiến tạo lên được một cuộc đời, một sự nghiệp vẻ vang cho mình. Lựa chọn là bạn. Bạn chọn đội nhóm thành công thì bạn sẽ thành công. Bạn chọn người thầy hướng dẫn thành công thì bạn sẽ là người thành công tiếp theo. Tất cả lựa chọn là ở bạn. Lựa chọn thì quan trọng hơn là nỗ lực, lựa chọn quan trọng hơn là cố gắng. Vâng, lựa chọn nó sẽ tạo ra cuộc đời của chính bạn. Lựa chọn đúng tạo ra cuộc đời đúng. Nếu như bạn muốn tham gia đội nhóm của tôi mà niềm tin chưa đủ lớn, có thể cuốn xuống dưới phía dưới cái kênh này, tìm các video khác, nghe các bài chia sẻ của tôi về thị trường đầu tư tài chính. Đến lúc nào bạn đủ niềm tin với chúng tôi rồi, hãy tìm đến gặp chúng tôi và làm việc cùng đội nhóm của chúng tôi. Chắc chắn một điều rằng sau một thời gian, một năm, có thể 2 năm, bạn sẽ kiến tạo được một sự nghiệp vẻ vang đỉnh cao của bạn trong thị trường đầu tư tài chính. Và hơn hết, bạn có một đội nhóm vô địch, bạn có một đội nhóm tuyệt vời. Đi bất kỳ đâu bạn cũng có người bạn, đi khắp Việt Nam này để bạn đều có bạn bè. Nếu như bạn muốn join vào đội nhóm của Phạm Thành Biên thì đây là nơi để bạn khởi tạo, đây là nơi để bạn khởi nghiệp cho sự nghiệp đầu tư của bạn. Phạm Thành Biên xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị
mong muốn trở thành kiến tạo một cuộc đời vô địch, kiến tạo một cuộc đời ngoại hạng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ Phạm Thành Viên. Hãy bấm nút phía dưới, bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của Phạm Thành Viên. Sau đó bấm vào nút hình quả chuông. Vâng, bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những video mới nhất. Phạm Thành Viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.